Sáng nay, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng 25 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của PVcombank, Việt Á Bank, NCB. Đây là vụ án nghiêm trọng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội. Theo cáo trạng qua các quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Hà Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu với Thành nhằm thực hiện hành vi lừa đảo thành thỏa thuận với nhân viên ngân hàng Việt Á Banh ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định còn phát hành thêm hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu còn thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo ký giả chữ ký người đồng chủ sở hữu trong bộ hồ sơ vay vốn để vay tiền từ Việt Á Banh bằng thủ đoạn như trên thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay đảo nợ lừa đảo chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân NCB Việt Á Banh, ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam PPcombank và các cá nhân khác Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã câu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của ngân hàng NCB Việt Á Banh. Sau khi mở phiên tòa, do vắng mặt một số người liên quan nên hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa và sẽ mở lại sau.